Em đánh nhau khiến người kia bị thương tật 25%. Gia đình tôi đã đền bù vật chất theo yêu cầu, nên nạn nhân rút đơn trình báo công an. Độc giả Lan Anh xin hỏi, em tôi có bị xử lý gì nữa hay không? Luật sư trả lời em bạn đã gây thương tích với tỷ lệ thương tật 25%, nên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo khoản 1 điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015. Hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại, chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. Theo đó, tội danh của em bạn thuộc khoản 1 điều 134, nên vụ án sẽ chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại, tức là từ phía gia đình của người bảo vệ. Trường hợp gia đình bạn đã đền bù vật chất theo yêu cầu, đồng thời phía bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì vụ án phải được đình chỉ. Tuy nhiên nếu có căn cứ xác định rút đơn cho bị ép buộc, cưỡng bức, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án, căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại là một trong những quy định của pháp luật tố tụng hình sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại. Những hành vi phạm tội thuộc khoản 1 của các điều luật được đánh giá là ít nguy hiểm cho xã hội, liên quan trực tiếp đến cá nhân người bị hại nên pháp luật hình sự trao quyền cho người bị hại quyết định việc người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có bị xử lý hay không. Như vậy, trong trường hợp này, nếu gia đình nạn nhân đã có đơn yêu cầu rút đơn, vụ án được đình chỉ và đương nhiên em bạn không bị truy tố trách nhiệm hình sự. Luật sư Quách Thành Lực, công ty luật trách nhiệm hữu hạn LSX Lex Plus S. Oi.